Xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý vị một cái dự án mới nhất của chủ đầu tư mới gửi cho Ngọc Ánh. Và Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị, hai căn nhà này giá thấp nhất của quận Hà Đông tính đến thời điểm Ngọc Ánh đang quay video gửi tới mọi người. Và đây chính là cái vị trí hai căn mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu, với cái diện tích là từ 32,5 cho tới 40,5 m² trên sổ đỏ. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà ngay, thiết kế nhà 3 tầng mọi người ạ. Và đây là căn 1 tỷ 650 triệu đồng hướng nhà Tây Bắc, ngõ trước nhà. Như quý vị nhìn thực tế ở đây, 2 m, cách với trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 10 m thôi. Thì căn này Ngọc Ánh sẽ chưa quay vội, để nó quay sau và gửi tới mọi người căn 40,5 m, xem cái căn nhà này thiết kế như thế nào nhá. Đây chính là cái căn nhà 40,5 m, giá chào bán 1 tỷ 750 triệu đồng và căn bên cạnh là 1 tỷ 650 triệu đồng, diện tích 40,5 m, hướng nhà là hướng Tây Bắc, đã được hoàn thiện tới 95%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nha. Thiết kế cái phần mặt tiền của cái căn nhà này, như quý vị nhìn thực tế ở đây thì là chủ đầu tư sơn toàn bộ là màu trắng. Căn nhà này nó có một cái ưu điểm, cái diện tích của nó rất là thoáng và nó là cuối ngõ mọi người nha. Cho nên là khi mà mình có mua và sử dụng căn nhà này thì cái phần ở trước nhà mình ở đây gần như mình được hoàn toàn sử dụng, xe cộ mọi cái rất là hợp lý. Đó, với cái thiết kế mặt cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính. Với cái vị trí căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ nhắc rất là cụ thể và chi tiết để quý vị có thể cân nhắc trước khi đi xem. Căn nhà này nó cách với trục đường quốc lộ 6, nó khoảng tầm 300 m mọi người nha. Với cái căn nhà này đi lại giao thông cũng thật sự luôn là đường to, ngõ rộng, thoáng, đi lại cũng rất là thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này đi lên tới trung tâm Hà Đông nó khoảng tầm 6 km, với cách với bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 4 km. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện, đầy đủ tiện ích sinh hoạt xung quanh, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2, Biên Giang. Nói chung đi lại rất là hợp lý. Nó vẫn thuộc phường Biên Giang và quận Hà Đông mọi người nhá. Mời người theo em vào khám phá cụ thể bên trong căn nhà này. Với tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế là phần phòng khách, đây Ngọc Ánh đang đứng, và phần phòng bếp. Thì đây chính là cái phần phòng khách. Căn nhà này đã gần như hoàn thiện xem tới 95%, nhưng Ngọc Ánh vừa chia sẻ nó còn một phần chút nữa là về phần điện và nước nữa thôi. Còn đâu thì có thể khi quý khách hàng mua thì có thể dọn đồ về ở được ngay. Thiết kế thì toàn bộ hệ thống chân thạch cao ở tầng 1 của ngôi nhà đều được lắp đặt đầy đủ này. Về phần gạch lát nền này, về phần sơn là đã hoàn thiện xong xuôi hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Giá chào bán thì nói đúng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, hiện tại đang gần như là thấp nhất của quận Hà Đông rồi. 1 tỷ 650 triệu cho tới 1 tỷ 750 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ về vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu với một trong hai căn nhà này thì quý khách hàng chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Chỉ từ 7 cho tới 7,5% một năm đầu thôi. Và mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái phần ngân hàng thì vui lòng bốc máy lên và gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể tư vấn cho quý vị cách tốt nhất nha. Tiếp theo, với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là phần phòng bếp của cái căn nhà. Đấy, nhưng mọi người nhìn thực tế với 40,5 m² thì cái căn nhà này cũng rất là rộng nha mọi người. Có rất nhiều quý khách hàng vẫn hỏi Ngọc Ánh là sao bên em chỉ thiết kế có 30 m, 31, 32 m thôi à, bé thế, có căn nào diện tích rộng không? Thì đây, quý anh chị ơi, quý anh chị nào đã từng hỏi em căn nhà nào diện tích rộng hơn thì đây, 40,5 m cho quý chị. Và phần phòng bếp thì đã được hoàn thiện xong gần như là đầy đủ hết rồi. Tủ bếp thì là thiết kế là tủ gỗ, mặt bếp thì là ốp đá đen granite và xung quanh bếp là có ốp gạch 30-60. Đây, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Căn nhà này thì nó chính xác luôn là chỉ việc xách hành lý về và ở ngay thôi. Trả trước 800 triệu thì quá là ok mọi người ạ. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà thì có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì lại riêng cái phòng vệ sinh này thì Ngọc Ánh sẽ nói luôn với mọi người là phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 này rất là rộng, có thể sử dụng làm phòng tắm được thoải mái mọi người nha. Bởi vì ở đây chủ đầu tư có thiết kế hệ thống sen cây tắm cho mình rồi. Tiếp theo, cầu thang đi lên từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thì được ốp đá granite. Và toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Đó, Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể giá bán, khẳng định với quý vị đang theo dõi kênh, cô chú, anh chị, bạn bè, có thể khẳng định với mọi người luôn là giá mà Ngọc Ánh công khai với mọi người đó là giá từ chủ đầu tư mà đưa tới tay quý khách hàng sử dụng, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha mọi người. Và cái pháp lý thì cứ yên tâm là sổ đỏ chính chủ rõ ràng Ngọc Ánh mới làm việc. Rồi, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3 của ngôi nhà.
Quý vị ơi, đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế một tầng 2 phòng ngủ. Mời mọi người theo em vào phía phòng ngủ đầu tiên. Đây chính là cái phía phòng ngủ đầu tiên nha mọi người. Đây. Thực ra căn nhà này như Ngọc Ánh vừa chia sẻ ban đầu ấy, là thiếu một chút về phần điện và phần nước nữa thôi. Còn lại thì hoàn thiện gần như là ok hết rồi. Hướng cửa Tây Bắc đây, nhưng mà quý vị nhìn thực tế ở đây nhá, Ngọc Ánh đang quay là tầm 12 giờ trưa, khung giờ trưa đây. Ở đây thì cái vị trí căn nhà này, ở đây là một cái sân của nhà hàng xóm, nó rất là thoáng mọi người ạ. Đó, và cái căn phòng ngủ này thì rất là rộng nha. Đây, căn phòng ngủ này nó cũng phải tầm được 11-12 mét mọi người ạ. Chủ đầu tư đã lát toàn bộ gạch kích thước là 60-60 vân gỗ, nhìn nó cũng rất là hợp lý này, hệ thống trần thạch cao này. Tất cả các phòng thì đều có ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa này, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đây là căn phòng ngủ thứ nhất rồi, mời mọi người theo em vào căn phòng ngủ thứ hai. Đây ạ. Đây chính là căn phòng ngủ thứ hai. Đây. Chủ đầu tư thiết kế rất là hợp lý, cửa sổ đầy đủ nha mọi người. Cái video này thì bởi vì căn nhà này nó chưa có điện nên nó vẫn hơi tối một chút, cho nên là quý vị khách hàng đang theo dõi kênh của em mà xem được cái video này thì vui lòng thông cảm đúng không anh nhá. Ở phía tầng 2 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh nữa mọi người ơi. Đây, phòng vệ sinh này sử dụng cho tầng 2. Đây, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, lavabo này, lavabo bàn đá này, bồn cầu này, nói chung là ok. Đây, cửa nhà vệ sinh đây, thiết kế là cửa nhôm mẹ. Xung quanh cái nhà vệ sinh này ở trong phía phòng bên trong thì được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần rồi. Đó, rất là hợp lý quý vị anh chị nha. Và mời mọi theo em lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó là tầng 3. Ui là trời ơi, các bác ơi, đây, tầng 3 đây. Lên tới đây, thoáng này, mát này, ánh sáng ngập tràn. Bởi vì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và trên tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Trên tầng 3 là có một phòng riêng nữa. Đây, như quý vị nhìn thực tế nhá. Đây, có một cái phòng riêng ở đây. Đó, cửa thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Cửa này ban công mở hướng ra được bên ngoài. Các bác có thể trồng cây các thứ thoải mái này. Ống chờ dây chờ át chờ điều hòa này. Ngoài ra tầng 3 còn thiết kế thêm như thế nào nữa ạ? Đây chính là cái khu vực để máy giặt quý vị nha. Đây ạ, đây là phần để máy giặt. Và quý vị nếu như có nhu cầu có thể lắp thêm một cầu lavabo, đấy là tùy ý. Còn hiện tại Ngọc Ánh quay đúng với cái thực tế mà chủ đầu tư bán cho khách hàng. Và phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây mọi người có thể nhìn xung quanh giúp em. Đây chính là phần xung quanh của ngôi nhà, dân cư đông đúc, rất là thoáng. Quý vị ạ, dân trí cao, gần với lại xung quanh đầy đủ tiện ích, cho dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại cũng khá là thuận tiện, giá chào bán thì giá là rẻ nhất của khu vực quận Hà Đông rồi. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái vị trí căn nhà này, vui lòng bốc máy lên gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.